Đưa cái mập này cho anh. Cái mập này của em nè. Đưa đây cho anh. Của em. Hồi nãy là của em, còn bây giờ là của anh. Đưa đây cho anh. Còn cái mập này là của em nè. Có đưa cho anh không thì bảo, hay là muốn anh đồn. Các bạn ơi, mình có đồ chơi siêu đẹp nè các bạn. Đây là con gà siêu to khổng lồ của mình đấy. Bây giờ mình chơi cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, mình có con khủng long siêu to khổng lồ nè các bạn. Mà nó có cánh biết bay đó các bạn. Win, win. Wow. Hả? Em Đô La có con khủng long siêu to khổng lồ. Bố lại mua cho em Đô La mà không mua cho mình. Đã thế, mình sẽ lại giành của em Đô La nha các bạn. Đưa con khủng long đây cho anh. Con khủng long là của em nè. Đưa đây cho anh. Của em. Đưa đây cho anh. Đưa đây cho em. Đưa đây. Của em nè. Một phút trước là của em, còn bây giờ là của anh. Đưa đây cho anh. Đưa đây. Anh thả ra đi, cái này là của em. Thả ra đi. Con em mất bố bây giờ đây. Bố nhờ bố, đưa đây cho anh. Của em nè. Hồi nãy là của em, còn bây giờ là của anh. Đưa đây. Thằng Vinh tiền lẻ suốt ngày cứ tranh đồ chơi của em không à? Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Bố ơi, Vinh lấy khủng long đồ chơi của con. Anh Vinh tiền lẻ này hư quá. Không sao, đây bố mua cho con cá mập siêu to khổng lồ, đẹp chưa? Đẹp lắm ơi. Bây giờ con ngồi đây chơi con cá mập này để bố đi nấu ăn nhá. Dạ. Các bạn ơi, nó quậy đưa nè các bạn. Các bạn ơi, con khủng long đẹp như thế này mà bố chỉ mua cho em Đô La mà không mua cho mình. Bố thiên về thực tế. Nhưng mà không sao, con khủng long này đã thuộc về mình rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ mình ngồi xuống đây mình chơi nha các bạn. Wow, đẹp quá. Các bạn ơi, con cá mập này nó bơi nè các bạn. Các bạn ơi, chơi con khủng long này thích thật đấy các bạn à. Hả? Bố lại mua cho em Đô La con cá mập siêu to khổng lồ. Vậy mà bố không mua cho mình. Bực ghê. Đưa cái mập này cho anh. Cái mập này của em nè. Đưa đây cho anh. Của em. Hồi nãy là của em, còn bây giờ là của anh. Đưa đây cho anh. Con cá mập này là của em nè. Có đưa cho anh không thì bảo, hay là muốn anh đồn. Oh no. Lại tranh đồ chơi của em nữa rồi. Vinh tiền lẻ ơi là Vinh tiền lẻ. Bố có chuyện gì nữa thế? Bố ơi, anh Vinh lấy cá mập của con. Vinh tiền lẻ này hư quá. Thôi kệ anh Vinh đi, mình không chơi với anh Vinh nữa. Bố đưa con ra mua một món đồ chơi siêu to khổng lồ luôn, được không? Dạ. Các bạn ơi, mình đã lấy được con cá mập siêu to khổng lồ từ em Đô La rồi nè các bạn. Con cá mập này đẹp quá. Nè, các bạn nhìn nó bơi nè, đó. Đô La, bây giờ con ngồi đây chơi để bố đi nấu ăn nha. Dạ. Các bạn ơi, mình vừa có cá mập, mình vừa có khủng long, mình vừa có con gà. Quá trời đồ chơi luôn các bạn ơi. Hả? Em Đô La lại được bố mua cho xe ô tô điều khiển từ xa. Xịn thế. Mình phải lại giành mới được. Quá, wow, xe tăng đẹp thế. Anh Vinh không được lấy xe tăng của em. Nó còn có vũ khí nữa nè các bạn ơi. Anh Vinh tiền lẻ xe tăng đó là của em, anh đưa cho em đi. Đưa là đưa thế nào? Xe này là xe của anh. Anh Vinh tiền lẻ cái đó bố mua cho em mà. Anh trả cho em đi. Anh không trả đấy, em làm gì được anh? Bố ơi, anh Vinh lấy xe tăng đồ chơi của con. Vinh tiền lẻ, sao suốt ngày tranh giành đồ chơi, bắt nạt em thế hả? Con đâu có giành của em đâu, con mượn một tí rồi con trả đấy mà. Nè, trả cho em nè. Đúng rồi, mình làm anh á là phải biết nhường nhịn.
không được tranh giành của em. Phải biết yêu thương em nghe chưa con? Dạ, bố cứ yên tâm đi. Từ nay con không giành đồ chơi của em nữa đâu bố.